Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam xin bắt đầu đọc tiếp tập 10 của cuốn sách mang tên Tôi là AI. Của tác giả Ni Sư Aya Khema, Việt Dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, Hiệu Đính Bình An Sân. Kính thưa quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến với mọi người nhé. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách, chương 12, ngã thực sự là gì? giờ Sita tham gia cuộc vấn pháp bằng một câu hỏi khác về ngã. Lần nữa, ở đây, ta thấy Sita và Potapada không khác gì với chúng ta nhiều, vì chúng ta cũng thường nảy sinh ra nhiều ý nghĩ mới lạ khi phải đối mặt với câu hỏi nan giải là thực sự ta là ai. Khi nghe nói vậy, Sita Hathai Seriputta Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, trong khi có thô phủ ngã chấp, phải chăng không có ý sở thành ngã chấp? không có vô sắc ngã chấp. Thô phù ngã chấp khi ấy thật có tồn tại và cũng tương tự như thế với ý sở thành ngã chấp và vô sắc ngã chấp, Sita muốn hỏi rằng có phải khi một loại ngã chấp này có mặt thì hai loại ngã chấp kia không có mặt. Nói cách khác, Sita tin vào sự có mặt của tất cả ba loại ngã chấp. Chúng ta có thể dễ dàng thông cảm với những câu hỏi của Sita thí dụ chúng ta đang đi một cách bình thường an ổn bỗng nhiên vấp phải một gốc cây trên đường chân ta bị đau và bắt đầu chảy máu chúng ta tự nhủ chân tôi bị thương tôi cần phải chăm sóc nó ngay vì thế ta đi bác sĩ rồi bôi thuốc lên chân nếu nó vẫn còn đau ta sẽ nghĩ ôi chân tôi vẫn còn đau tôi phải tìm phương cách chữa trị khác thế là ta quay sang châm cứu hay một biện pháp chữa trị nào khác lúc đó loại ngã duy nhất mà chúng ta tự xác định mình với loại ngã thực sự quan trọng nhất đối với chúng ta lúc đó là cây ngã thô phù hay thân ngã chúng ta thường tự nghĩ mình là cây ngã vật chất này khi ăn chúng ta nghĩ tôi đói tôi cần ăn sau khi ăn chúng ta có thể nghĩ bụng tôi chưa no lắm Chắc tôi phải ăn thêm cái gì nữa. Chúng ta quan tâm đến cái đói của tôi, thân của tôi, bụng của tôi. Đối với câu hỏi của Sita, Đức Phật đã trả lời, "Này Sita, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc ý sở thành ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy tất cả thô phù ngã chấp. Này Sita, trong khi có ý sở thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp không thuộc vô sắc ngã chấp chính khi ấy tất cả ý sở thành ngã chấp chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp rõ ràng ngầm mỗi lúc chúng ta chỉ ý thức về một loại ngã duy nhất chúng ta tự nhận là thô phù ngã chấp khi có cảm giác đau đớn hay dễ chịu thần ít có những giây phút trung tính ngay khi vừa nhận biết được bất cứ một cảm giác nào hơi mạnh mẽ một tí thì ta liền nhận đó là mình điều đó càng rõ hơn trong lúc ta tọa thiền khi thân bắt đầu cảm thấy khó chịu ngay lập tức chúng ta trở nên quan tâm đến thân dĩ nhiên ngoại trừ trường hợp chúng ta đã phát triển được định sâu lắng đến nỗi ta không còn để ý đến nó nữa không cần nhiều cố gắng cũng biết ta thường chấp thân này là ta chỉ một chút ớn lạnh một cơn ho thì lập tức có một cái tôi đang có vấn đề cũng còn có một cái ngã do tâm tạo, ý sở thành. Giả dụ chúng ta đã rất tinh tấn gìn giữ giới luật của Phật. Chúng ta nghĩ, tốt quá, tôi đã giữ được giới luật. Gìn giữ giới luật là tốt, nhưng ngay lúc đó, chúng ta tự xác nhận mình với điều gì? Chắc rằng cái tôi đã giữ giới và lúc đó đang tự tán thán mình. Nhưng ở một thời điểm khác, tâm bị dao động, nó không thể thiền quán vì cứ nghĩ đến hay bị một điều gì đó ám ảnh chúng ta nhận ra được tâm vọng tưởng ấy và cũng nghĩ rằng mình là chủ của nó trên bình diện tương đối chúng ta hoàn toàn có thể tin như thế đó là tôi người muốn hành thiền và đó cũng là tôi người bị vọng tưởng quấy nhiều chứ còn ai khác nữa cây ngã do tâm tạo rất quan trọng vì chính nó là quan sát viên và là ký ức của chúng ta. Thí dụ, tôi nhớ về cái tôi của 10 năm về trước. Ở đây, đó là một cây ngã do tâm tạo nhớ đến một cây ngã do tâm tạo khác. Như thể là ta có hai cây ngã. Dĩ nhiên là chúng ta không nhìn sự việc giống như thế. Chúng ta nói, có một ai đó đang hồi tưởng, vì thế đó phải là tôi chúng ta không nhận ra rằng ký ức chỉ là ký ức không có gì hơn thế hoặc là chúng ta có thể nhìn tới phía trước hướng về tương lai cho cái tôi vậy là cũng có hai cách tôi dù rằng chúng ta không ý thức được điều đó chúng ta chỉ biết là tôi đang dự tính chúng ta cũng biết rằng dự định tính toán cũng ảnh hưởng đến việc hành thiền của chúng ta nhưng đó là một cách giết thời gian rất dễ chịu Khiến ta không còn để ý đến thân, nhất là khi thân bị đau nhức chỗ này, chỗ kia. Tóm lại, cây ngã do tâm tạo là một tâm hành khẳng định rằng đó là tôi. Đúng ra, cây ngã do tâm tạo lúc nào cũng có mặt. Nó bắt đầu từ giây phút chúng ta thức dậy, nếu có đủ chánh niệm, chúng ta có thể thực sự nhận biết được lúc nó phát khởi. Lúc đầu không có gì, và rồi tự nhiên tất cả mọi hoạt động của tâm bắt đầu mấy giờ rồi tôi phải làm gì bữa nay tôi có trễ không thời tiết lạnh không tất cả những thứ đó đều xảy ra trong tâm chúng ta thân chưa làm gì cả ngoại trừ việc mở mắt tất cả các tâm hành này là hệ thống hỗ trợ để xác định con người đặc biệt được gọi là cái tôi cái tôi này cũng đang đi tìm một lối thoát một con đường ra khỏi khổ đau khiến ta bức xúc lo âu dự tính hồi tưởng nhưng đó không phải là con đường giải thoát mà nó chỉ đưa đến một ngõ cụt tất cả những tâm hành này không thể giúp chúng ta thoát khổ có thể chúng cũng tạo ra một sự giải thoát tạm thời nào đó đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều sử dụng chúng nỗi khổ tiềm ẩn lúc nào cũng có mặt mà biểu hiện của nó là tâm lăng xăng bận rộn. Nhưng khi hoạch định điều này, điều nọ, ta tạm thời không phải đối mặt với khổ ngay giây phút đó. Vì thế chúng ta đắm chìm trong suy nghĩ, tôi phải làm gì hôm nay? Tôi phải đi làm, nhưng sau đó, tôi sẽ đi bách bộ, hay tôi sẽ mời bạn đi ăn. Cây ngã do tâm tạo, ý sở thành ngã chấp, này là cái mà chúng ta quan tâm đến nhất và cũng khó buông bỏ nhất. Chúng ta có thể nói, ồ, Tôi biết tất cả những điều đó rồi. Nhưng ai là người biết? Nếu chúng ta thực sự muốn được hạnh phúc, thì chỉ có một cách duy nhất, là buông bỏ con người đang đau khổ, chứ không phải cố gắng bám víu vào con người hạnh phúc. Đúng hơn, khi con người bất hạnh đã biến mất, thì không còn gì lại ngoại trừ niềm hạnh phúc của thanh tịnh và sự hiểu biết rõ ràng. Chúng ta có biết bao nhiêu cơ hội để ý thức về việc tìm kiếm cây ngã này? ngã do tâm tạo nên. Sắp tới tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi đâu? Làm sao tôi có thể xếp đặt mọi thứ theo ý tôi? Tâm luôn chăn trở. Tìm kiếm. Không thể có được thanh tịnh. Dĩ nhiên, nhận biết được điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta có thể buông bỏ canh ngã do tâm tạo. Nhưng là chúng ta đã tiến một bước khá dài. Một khi còn chưa nhận biết điều đó, chỉ hành động theo bản năng và vô thức thì chúng ta chỉ bước tới theo đám đông có thể chúng ta không ý thức được nội tâm bất an của mình nhưng tâm biết nên tâm cố gắng để thoát khỏi một cái gì đó nếu không nó sẽ ở nguyên vị trí cũ ở trong cái bây giờ và ở đây ngay khi tâm cố gắng thoát khỏi giây phút hiện tại là nó đang tìm cách để tránh một đau khổ nào đó khi nhận biết được như thế chúng ta có thể bắt đầu làm một điều gì đó cho tâm khi ý thức được rằng chính ta tạo nên cái ngã này thì một mức độ nhận thức khác sẽ phát sinh nói thế không có nghĩa là chúng ta có thể buông bỏ ngã chấp này ngay lập tức nhưng chắc chắn là ta đang rất gần kề với khả năng đó từ giờ cho đến lúc đó điều quan trọng là chúng ta có thể nhận biết được những thói quen của mình tôi đang suy nghĩ tôi đang nhận xét tôi đang chú tâm tôi không chú tâm tất cả đều là liên quan tới cái tôi là, cái tôi sẽ là, hay, tôi đã là. Giờ Đức Phật bảo, này Sita, nếu có người hỏi ngươi, ông có tồn tại trong quá khứ hay không? Ông sẽ tồn tại trong tương lai hay không? Ông có tồn tại trong hiện tại hay không? Này Sita, được hỏi như vậy, ngươi trả lời như thế nào? Sita thưa, Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi như thế, con sẽ trả lời, tôi đã có tồn tại trong quá khứ không phải không tồn tại, tôi sẽ tồn tại trong tương lai. Không phải, không tồn tại, tôi tồn tại ở hiện tại, không phải không tồn tại. Bạch Thế Tôn, đó sẽ là câu trả lời của con. Sita hoàn toàn thuyết phục rằng tự ngã của ông có mặt ở hiện tại, quá khứ, và tương lai, và chúng ta cũng thế. Không có gì mới mẻ trong đó, điều mới mẻ duy nhất, trong trường hợp của ông, là đức phật có mặt ở đó để dạy rằng sự thật là điều ngược lại. Có rất nhiều giả định sai lầm trong cây ngã của quá khứ, hiện tại và tương lai đó. Trước hết là chúng ta đang tạo ra những biên bìa tự ngã trong quá khứ là cây ngã trong ký ức của ta. Tự ngã ở hiện tại là cây ngã mà ta ít khi quan sát. Ta biết nó ở đâu đó, nhưng ít khi ta cảm thấy thực sự kết nối với nó tự ngã tương lai là cái ngã mà chúng ta đặt tất cả hy vọng vào đó là cái sẽ làm nên những điều tuyệt vời sẽ hoàn toàn hạnh phúc sẽ trở nên hoàn toàn định tĩnh vân vân và vân vân chúng ta khá chắc chắn rằng ba tự ngã này chính là tôi thực ra nó còn phức tạp hơn thế nữa khi chúng ta mang quá khứ đến trong tâm tư thì nó trở thành hiện tại khi ta nghĩ đến tương lai thì nó cũng trở thành hiện tại như thế không những là ta tạo ra biên địa chung quanh ba cây ngã tách biệt này, mà chúng ta còn tạo biên giới giữa thời gian và chia nó ra làm ba phần như thế. Kết quả là ta không thể sống trọn vẹn, vì sống là trải nghiệm, mà ta chỉ có thể trải nghiệm thời hiện tại. Còn lại, tất cả chỉ là ký ức hay hoài vọng. Khi chia cả hai, bản ngã và thời gian, làm ba phần. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy mình sống trong chờ đợi một cách bức xúc cho tương lai và cũng thường tiếc nuối khi nghĩ đến quá khứ. Hạnh phúc hoàn toàn ở ngoài tầm tay của chúng ta, vì với một cách sống như thế, hạnh phúc khó mà có thể xuất hiện. Có thể có lạc thú, nhưng hạnh phúc thì không. Hạnh phúc hay niềm vui nổi tại bao giờ cũng kết nối với sự thanh tịnh mà trong cái ngã phân tán ở trong một khung thời gian chia cắt như thế thì làm sao có được sự tĩnh lặng tuy nhiên vì tất cả mọi người đều sống như thế chúng ta không thể biết cách sống như thế là vô ích sai lạc đến thế nào chúng ta nghĩ rằng cuộc sống là như thế cho đến khi chúng ta được biết đến phật pháp và thấy rằng nó không cần phải là như thế rằng có một sự chọn lựa khác khi chúng ta trở nên hoàn toàn tỉnh thức qua chánh niệm và thiền định, dầu chỉ trong chốc lát, chúng ta sẽ bắt đầu biết sống trong hiện tại là như thế nào. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là có mặt và nó thường hằng. Sita cũng giống như đa số chúng ta, vẫn còn bị trói buộc trong ý nghĩ của một cái ngã phân tán trong một khung thời gian chia cắt và Đức Phật đang cố gắng giúp ông nhìn thấy một thực tại khác trong cách nhìn hợp lý hơn, này Sita, nếu có người hỏi lại ngươi, quá khứ ngã chấp mà người đã có, có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại. Tương lai ngã chấp mà ngươi sẽ có, có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại. Hiện tại ngã chấp mà ngươi hiện có, có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp tương lai không tồn tại. Này ta được hỏi vậy, ngươi trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con như thế, con sẽ trả lời, quá khứ ngã chấp mà tôi đã có, ngã chấp ấy đối với tôi là thật có, ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại tương lai ngã chấp mà tôi sẽ có ngã chấp ấy đối với tôi là thật có ngã chấp quá khứ không tồn tại ngã chấp hiện tại không tồn tại hiện tại ngã chấp mà tôi hiện có ngã chấp ấy đối với tôi là thật có ngã chấp quá khứ không tồn tại ngã chấp tương lai không tồn tại bạch thế tôn được hỏi vậy con sẽ trả lời như vậy do đã được nghe đức phật phân tích cặn kẽ hợp lý Sita thấy rõ ràng rằng ông không thể có ba tự ngã cùng lúc. Ông nghĩ hẳn là phải có một tự ngã ở quá khứ, một tự ngã ở hiện tại và một tự ngã ở tương lai. Ít nhất là ông đã giảm từ ba xuống một tự ngã ở mỗi thời điểm. Chúng ta cũng nghĩ rằng mình có ít nhất là ba tự ngã giống như thế. Nếu nhìn lại những hình ảnh cũ trong quyển album, chúng ta thấy ai ngoài bạn bè mình chính là tôi của quá khứ. Đó là lý do tại sao chúng ta chụp ảnh, để quá khứ không bao giờ mất. Chúng ta sẽ nói là tôi đó, và chúng ta vẫn còn nhìn sự vật như là Sita trong lúc này. Chúng ta cũng nghĩ rằng có ba con người của mình, rồi nếu thêm vào thân và tâm, thì tất cả là có năm. Hơn thế nữa, nếu ta kể cả quá khứ trong quá trình sống quá khứ thật xa xưa, quá khứ gần đây hơn và hôm qua thì chúng ta có thể có vài trăm cây ngã. Liệu chúng ta có chụp đủ ảnh để giữ lại quá khứ? Cuối cùng, chúng ta có một cây ngã quá mong manh đến nỗi khó mà biết thực sự nó là ai. Nếu Đức Phật cũng hỏi chúng ta như thế, thì hẳn là ta cũng sẽ trả lời giống như Sita. Có thể chúng ta cũng đồng ý rằng mình không thể là hàng trăm hay ngay cả ba, bốn hay năm cây ngã khác nhau. Rồi chúng ta cũng nói, ồ, tự ngã là người đang thực sự biết ngay bây giờ. Sita cũng đang ở ngay điểm đó. Ông cũng thấy rằng mình không thể cùng lúc là ba cây ngã. Nên ông phải là tự ngã đang có mặt, và là cây ngã duy nhất. Đối với những người ai có khả năng hình dung, sẽ nhìn thấy cả một chuỗi, cái tôi, biến mất vào trong quá khứ, và rồi cả một chuỗi, cái tôi, khác đi vào tương lai. Với cách nhìn này, ta sẽ thấy điều đó thật là vô lý. Nhưng vì ta không biết điều gì khác hơn, nên đó là cách sống của tất cả chúng ta. Sự thật là tất cả đều do ta tạo ra, vì một lý do duy nhất, muốn được tồn tại. Nếu không có lòng ham muốn đó, thì chúng ta đã không làm thế. Vấn đề cần được nhìn ra ở đây là do ngã tưởng, lòng ham muốn được hiện hữu phát sinh và ngược lại lòng ham muốn được hiện hữu là lý do tiềm ẩn cho các ngã tưởng này. Giờ Sita đã nhận ra rằng ông ta là cái tôi, ở ngay giây phút này, và có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đồng ý như thế. Tuy nhiên, Sita vẫn còn phải đối mặt với vô sắc ngã chấp, mà ta có thể gọi là thức. Ở một mức độ nào đó, nó là chiếc phao cuối cùng của ta. Nếu tự ngã không phải là thân này cũng không phải là tâm thì chắc nó phải là thức. Cái thức mà chúng ta biết đến là cái mà chúng ta trải nghiệm trong các tầng thiền định. Vì lý do đó các tầng thiền định vẫn còn là hữu lậu, chưa là siêu việt. Chúng không thể có mặt mà không có cái tôi. Tất cả các tầng thiền định đều có tính chất này, dầu với những cường độ khác nhau. Trong ba tầng thiền định đầu tiên, khía cạnh của cái tôi rất mạnh mẽ nhưng yếu đi ở tầng thiền định thứ tư. Rồi y nó trở lại mạnh mẽ ở tầng thứ năm, sáu, và bảy, nhưng ở một mức độ khác. Đó là một cái thức đã được thăng hoa, nhưng khi tôi xuất thiền, tôi biết tôi đã chứng nghiệm được điều gì. Trong tầng thiền thứ tám, ý thức về cái tôi đã rất yếu. Trong các tầng thiền định, như chúng ta đã biết, không có ý thức về thân nếu có là chúng ta đã không thực sự chứng định cũng không có những sao động do tâm tạo nên nếu có bất cứ sự suy nghĩ nào định cũng lập tức dừng lại tuy nhiên vẫn còn tâm định thăng hoa mà ta thích nhận mình là nó vì nó đem lại cho ta sự thỏa mãn nhất đó cũng có vẻ là một sự thành tựu lớn một điều gì đó mà bạn bè ta không thể có được như thế rõ ràng là tâm thức đó có một người chủ gọi là cái tôi còn có một cái thức khác nữa ở bên ngoài thiền định và đó là tôi ý thức được điều gì đang xảy ra chúng ta thường gọi đó là người quan sát và đó là cái thức mà chúng ta tự nhận là mình một cách rất quyết liệt nếu ta bằng lòng buông bỏ ý nghĩ coi thân là tự ngã và có thể cũng đồng ý rằng bốn yếu tố của tâm đó không phải là tôi chúng ta vẫn còn có thể tìm ra một yếu tố nữa để gọi là tôi đó là lòng ham muốn được hiện hữu nó rất muốn khẳng định mình vì tôi không thể hiện hữu nếu không có cái tôi vì thế chúng ta có khuynh hướng chọn cái tôi rất vi tế này đó là thức consciousness trong bản kinh này nó được nói đến như là vô sắc ngã chấp trên bình diện tri thức chúng ta có thể buông bỏ hai ngã chấp kia thân và tâm nhưng trong thực tế, chúng ta đã không buông bỏ được bất cứ thứ gì. Nếu chúng ta được hỏi, như Sita đã được hỏi, chúng ta có thể cũng lại hướng đến cái thức quan sát viên mà ta thường cảm thấy rằng nó tách biệt khỏi tất cả các trạng thái tâm khác. Có căn thức, có thọ, tưởng, hành thức và rồi còn có một cái gì, đó để nhận ra tất cả những thứ này, nhưng chính những cái đó chỉ là tâm hành thì chúng ta hoàn toàn không nhận ra sita đã chấp nhận chỉ có một cái ngã mà ông đang cảm nhận ngay giây phút đó ông đồng ý rằng trong quá khứ đó đã là tôi trong hiện tại đó là tôi và trong tương lai đó sẽ là tôi giờ đức phật giải thích sâu hơn và cho chúng ta một ẩn dụ này sita ví như từ bò cái sinh ra sữa từ sữa sinh ra lạc từ lạc sinh ra xanh tô từ xanh tô xanh ra thục tô và từ thục tô xanh ra đề hồ phi là sữa thời sữa ấy không thuộc lạc không thuộc xanh tô không thuộc thục tô không thuộc đề hồ chính khi ấy thuộc sữa phi thành lạc phi thành xanh tô phi thành thục tô phi thành đề hồ thời đề hồ không thuộc sữa không thuộc lạc không thuộc xanh tô không thuộc thục tô chính khi ấy thuộc đề hồ như vậy này xít ta trong khi có thô phù ngã chấp trong khi có ý sở thành ngã chấp trong khi có vô sắc ngã chấp thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp không thuộc ý sở thành ngã chấp chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp này xít ta chúng chỉ là danh tự thế gian ngôn ngữ thế gian danh xưng thế gian ký pháp thế gian như lai dùng chúng nhưng không chấp trước chúng Đức Phật đã đưa ra một lời dạy rất quan trọng ở đây. Ngài chỉ cho Sita thấy rằng, mặc dù đó là cách người ta thường nói, đó là cái họ tin vào, nhưng đứng trên bình diện tuyệt đối, chúng không đúng. Đơn giản là chúng chỉ có vẻ bề ngoài như thế, và Đức Phật cũng nói rõ là chúng chỉ là danh tự thế gian, và khi ngài sử dụng chúng, ngài không chấp vào chúng. Đức Phật nói về tất cả những điều này trên bình diện tương đối vì Ngài biết rằng cả Potapada và Sita đều không thể đi xa hơn nữa ngay lúc này. Các kinh thường nói đến khả năng thuyết pháp cho người nghe ở trình độ thích hợp cho người đó của Đức Phật. Đức Phật, Bậc Đạo Sư Đệ Nhất, đã tuyên bố, có hai sự thật, tương đối và tuyệt đối, không có cái thứ ba. Có những điều được coi là sự thật, do được thế gian chấp nhận nhưng có những điều tuyệt đối quan trọng vì chính xác trong Pháp. Do đó Đức Phật, một vị thầy rất thiện xảo trong cách sử dụng ngôn ngữ của thế gian, có thể sử dụng chúng và không bao giờ nói sai. Đức Phật hoàn toàn hài lòng nếu Sita có thể hiểu được ý nghĩa rằng chỉ có một cái ngã tạm bờ. Đức Phật đã cho Sita một thí dụ về sữa và các thành phẩm từ sữa để nhấn mạnh việc thứ này có thể phát sinh từ thứ kia mặc dù chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cái trước mắt, ở giây phút hiện tại. Đức Phật chỉ nói như thế, không cố gắng để chỉ cho Sitta ta thấy. Trên bình diện tuyệt đối, điều đó cũng sai như thế nào. Đức Phật biết rằng cả Sitta và Potapada trước hết phải thực hành theo con đường đạo. Nếu không, tất cả những điều họ nghe sẽ chỉ được cảm nhận ở mức độ tri thức, và họ sẽ tiếp tục tìm đến những cuộc tranh luận mới mà cuối cùng cũng không đưa họ đi đến đâu. Tranh luận về cái gì là ngã và cái gì là vô ngã. Tại sao không có ngã? Tại sao chúng ta không có cái mình muốn, mà có cái mình không muốn, vân vân, sẽ không đưa đến tuệ. Mong muốn có được một tự ngã mà ta ưa thích thì liên quan đến quan niệm về một linh hồn, và đó cũng là một ngã kiến khác. Chúng ta coi linh hồn như là một cái ngã tốt đẹp. Chứ không phải là một phần của cây ngã mà tôi không thích. Tất cả chúng ta đều rơi vào các cảm bẫy này, con người ở đâu cũng giống nhau. Kế đến là một sự giải thích theo truyền thống, thường được tìm thấy ở cuối của hầu hết các kinh. Vì các kinh được nói khoảng 250 năm trước khi được viết ra, nên các lời kinh được lặp lại giống hệt nhau để không có lỗi lầm nào có thể xảy ra được nghe nói như vậy. Du sĩ ngoại đạo kottapada bạch thế tôn thật vi diệu thay bạch thế tôn thật vi diệu thay bạch thế tôn như người dựng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bày những gì bị che kín chỉ đường cho những người lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích bạch thế tôn con xin quy y thế tôn quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong thế tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Ở đây, Pháp Tapada cho ta thấy rằng ông đã bị thuyết phục bởi giáo lý của Đức Phật và muốn trở thành một người đệ tử, nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Nương tựa là một cách để diễn tả lòng ước nguyện được tu tập, kính yêu và quy ngưỡng đối với giáo lý và đó cũng là một cách để tìm sự nương tựa về tâm linh và tình cảm, có thể đưa đến kết quả trong hạnh phúc lớn lao. Điều này cũng được thực hành cho đến ngày nay. Chỉ có khác là Potapada có thể trực tiếp xin nương tựa nơi Đức Phật. Ngày nay, chúng ta đến với giáo lý giác ngộ, thể hiện nơi Đức Phật, là một con người lịch sử, một chúng sanh cũng giống như chúng ta, và đã trở nên hoàn toàn giác ngộ quy y nơi Phật có nghĩa là ta nhận thức được điều đó với sự quy ngưỡng, lòng kinh yêu, và hàm ân. Chúng ta xem Pháp như là một sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho hạnh phúc của ta, và tăng đoàn, những vị đã trở nên giác ngộ bằng công phu tu tập theo giáo lý của Đức Phật và đã lưu truyền Pháp trải qua 2.500 năm, để cho nó vẫn còn có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Phi Quy Y Tam bảo, chúng ta cảm thấy hàm ân quy ngưỡng, và dốc hết lòng thành, và nếu chúng ta thực hành theo giáo lý đó, thực sự hiểu được chân lý của chúng, thì chúng ta đã được bảo vệ khỏi những nguy hiểm của thế tục và bản năng của chúng ta. Quy y tam bảo có thể cho ta cảm giác vững trải tiềm ẩn, có thể giúp ta không sao lãng việc thực hành. Phần đông chúng ta cảm thấy khó duy trì việc thực hành, đôi khi ta cũng dành ít thời gian rời xa các bổn phận thế tục để thực hành nhưng điều đó không liên tục nhớ rằng có một cái gì đó lớn lao hơn cả bản thân chúng ta là điều rất hữu ích hiểu được điều này đem lại cho chúng ta một cảm giác khiêm cung đây không phải là một mặc cảm tự ti chúng là hai tình cảm hoàn toàn khác nhau mặc cảm tự ti có nghĩa là tôi thua kém bạn trong khi cảm giác khiêm cung là ý thức rằng chúng ta không quan trọng đến như ta tưởng đâu đó là một bước tiến tới ý thức vô ngã khi nào còn có ý nghĩ tôi quan trọng thì không có cách gì tôi có thể buông bỏ tâm hành của ngã khiêm cung thật sự ra là một phần của đạo lộ nó có nghĩa là chúng ta tự nhìn mình bằng chân ánh sáng không tự trách không cảm thấy không xứng đáng lòng khiêm cung thực sự là nhận ra rằng mình vẫn còn chìm đắm trong thế gian điên đảo có thể chúng ta không còn tạo nhiều hành động bất thiện nhưng ngay cả những tâm hành thiện cũng không được khi nào còn dính dáng đến tất cả những điều này thì chúng ta không có được sự trong sáng toàn vẹn mà chúng ta có thể thấy trong giáo lý của đức phật khi chúng ta có thể nhận ra được sự hoàn toàn trong sạch và khiêm cung trong chính cuộc đời của đức phật thì chúng ta cảm thấy thêm phấn khích để đi theo bước chân Phật. Giờ Potapada cũng đang làm như thế. Ông nguyện quy y theo Phật cho đến lúc mạng chung. Khi nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, chúng ta không làm chuyện đó một cách nửa vời, hay chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta nguyện như thế để sống với lời nguyện đó và theo đó mà thực hành cho phù hợp. Bây giờ Sita cũng muốn nói đôi điều. Trước hết, ông lặp lại những lời của Potapada, thật vi diệu thay, bạch thế tôn, như người dựng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích, bạch thế tôn, con xin quy y thế tôn. Quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo mong thế tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Sau đó ông nói thêm, bạch thế tôn, mong cho con được xuất gia với thế tôn, mong cho on thọ đại giới, siết ta đang xin được trở thành một vị tỷ kheo, bơ hịch khô. Thời đó, điều này rất đơn giản, Đức Phật sẽ chỉ nói, hãy đến đây, tỷ kheo. Ngày nay việc thọ giới là một nghi lễ rất long trọng đòi hỏi phải nguyện tuân giữ nhiều giới. Lúc khởi đầu khi Đức Phật còn tại thế, không có giới luật gì để cho các vị tỳ kheo phải giữ, vì họ không có hành động sai trái. Nhưng với thời gian và ngày càng nhiều người gia nhập tăng đoàn, điều này đã thay đổi và mỗi lần có người lầm lỗi điều gì thì Đức Phật chế ra một giới luật mới. Có thời điểm có 75 giới, rồi 115 và rồi 150 Cuối cùng chúng ta có tổng cộng là 227 giới. Nếu Đức Phật còn sống đến ngày hôm nay, có lẽ, Ngài đã phải chế thêm một số giới luật nữa. Tuy nhiên, một số giới luật ngày nay không còn phù hợp nữa, không thể ứng dụng trong thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta không thể truyền Ấn Độ của 2.500 năm trước vào nền văn minh của thế kỷ 20. Dĩ nhiên, những giới luật căn bản vẫn còn giá trị còn các giới luật nhỏ khác thực sự không phải là đã bị bỏ nhưng chúng không còn có thể được áp dụng thí dụ đức phật đã chế ra nhiều luật cho tất cả mọi khả năng có thể xảy ra ngay chính như việc đi vệ sinh như thế nào mà trong thời đó có thể gây ra thiệt hại cho một số loại cây những nghi lễ xuất gia long trọng bắt đầu khi đức phật không thể tự thân làm lễ xuất gia cho tất cả mọi người vì thế Ngài cho phép các vị trưởng lão tăng làm lễ cho những vị trẻ tuổi. Nhiều nghi thức được đặt ra từ thời đó, ngày nay vẫn được thực hiện. Và Sita Hathai Seriputta, con của người nài voi, được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới. Xuất gia có nghĩa là từ bỏ đời sống gia đình để sống cuộc sống, không nhà. Điều này không có nghĩa là người tu sĩ phải sống lang thang ngoài đường mà đúng hơn là họ không còn sống cuộc sống gia đình thế tục cũng có lúc các vị tỷ kheo và tỷ kheo ni thực sự không có nơi nào để sống vì không có các tu viện sau này các tu viện được xây lên cũng như có các thất kutis, cho họ cuộc sống vô gia cư có nghĩa là không sở hữu bất cứ thứ gì thọ đại giới không bao lâu đại đức sita hathai Patta ở một mình an tịnh không phóng giật sống nhiệt tâm cẩn mẫn và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu của các lương gia đã xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an chú sanh đã tận phạm hạnh đã thành những gì nên làm đã làm sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa Đại đức Sita Hathai Seriputta hiểu biết như vậy, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, phi công phu tu tập đã viên mãn, thì không còn có cảm giác của một tự ngã hay một cá thể trong tâm và thân này. Nếu chưa từng chứng nghiệm được điều này, hành giả không thể thực sự biết điều đó giống như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy ra rằng nếu không còn có một cái tôi ở bên trong nữa, thì sẽ không có một ai để lo âu, không có ai cần tính toán, hay nhớ nghĩ, hay cảm thấy bất an. Chỉ còn có thân và tâm làm bất cứ những gì cần phải làm. Đây là những gì mà Đức Phật đã làm được trong 45 năm hoàng pháp. Sanh đã tận, vì sanh chỉ đến khi còn có ham muốn được hiện hữu, mà ước muốn được hiện, hữu chỉ có mặt nếu còn có ai đó để trải nghiệm nó. Khi không còn có ai nữa, không có ham muốn được hiện hữu, thì do đó không còn có tái sinh. Như chúng ta đã nghe trong câu chuyện của Vaksagotta, khi không có thêm nhiên liệu mới để đổ vào lửa, thì nó sẽ tắt. Bản kinh được tiếp và Đại Đức Sitta Hathai Seriputta, con của người nài voi, trở thành một vị A-La-Hán. Thời đó làm người nài voi, thật ra, là một công việc được coi trọng và được trả lương hậu ở sri lanka một nài voi ma hao ngày nay vẫn còn là một người quan trọng tuy nhiên dầu các kinh thường nói đến như ở đây những người con trai trong các lương gia điều này không ám chỉ các gia đình giàu có hay thuộc giai cấp cao đức phật không hề quan tâm đến giai cấp xã hội ngài nhận tất cả mọi người vào tăng đoàn như là người quét đường hay người hớt tóc là hai trong số những giai cấp thấp nhất ở ấn độ vào thời đó đức phật cho rằng sự phát triển nội tâm mới là quan trọng và ngài hoàn toàn chống lại thành kiến của sự phân biệt giai cấp khi kinh nói đến lương gia chúng ta có thể hiểu điều đó chỉ có nghĩa là người đó sinh ra trong gia đình biết lo lắng cho con cái một cách hợp lý như trong bản kinh đã nói mục đích của việc rời khỏi cuộc sống gia đình để chấp nhận cuộc sống vô gia cư là để trở thành một vị a la hán đây là sự chứng được mục đích tối cao mà Sita đã có được ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ. Không có điều gì được nói thêm về Potapada, nhân vật chính trong kinh này. Chúng ta chỉ biết rằng ông đã xuất gia, mong rằng ông cũng tu tập cần mẫn, trong khi Sita, người chỉ xuất hiện ở cuối bản kinh, lại là người đã tu tập viên mãn kết luận trên của bản kinh cũng là cách kết của bất cứ kinh nào theo truyền thống khi có ai đó xin được xuất ra các câu nói lúc nào cũng giống hệt như thế cả bản kinh này cho chúng ta thấy rất khó để người ta chấp nhận rằng họ đã suy nghĩ một cách sai lầm dầu đó là lời đức phật huấn dạy cho họ cảm giác về một cây ngã đã được khắc sâu vào trong tâm trí ta và ta bám chặt vào quan điểm của mình ba ngã chấp về thân tâm và thức các ngã trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Những người thích lý luận, phân tích không nhận ra rằng những việc làm này của họ đều vô ích. Tuy nhiên, cũng có người không hề cố gắng làm những điều như thế, vì họ có thể thấy ngay rằng chúng không đem lại lợi ích hay hạnh phúc gì. Họ chỉ quan tâm đến việc thực hành buông xả. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết tập 10 tôi là AI của Nisus Oyama. Đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào tập 11.